Chào Sophia, cô sẽ cho con 3 điều ước. Điều ước thứ nhất, con muốn gì nè? Con muốn trở thành phù thủy. Ok, ready? Ding. Wow, I like this dress. Và điều thứ hai, con muốn gì nè? Con có nhiều đồ chơi. Ok. Và điều thứ ba thì con muốn gì nè? Con muốn chơi Halloween ở phố Lạc Thỏ. Ok. Ding. Cuộc thi hóa trang Halloween tại phố Lộc Thọ vào ngày thứ Bảy 29 tháng 10 với nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn bắt đầu từ 12 giờ trưa. Hãy đến với Phước Lộc Thọ